Sáng nay, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2024 và trao học bổng cho các con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm học 2023-2024. Tại buổi lễ, 206 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu của quận được biểu dương. 6 cháu là con công nhân viên chức lao động đã có thành tích vượt khó học giỏi năm học 2023-2024, được nhận học bổng của Liên đoàn Lao động thành phố và Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố trao tặng. Xác định việc nhân rộng các điển hình tiêu biểu như những tấm gương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu là một trong những mục tiêu quan trọng của hoạt động công đoàn từ cơ sở. Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với các phong trào thi đua lao động giỏi, người tốt việc tốt, giáo viên dạy giỏi, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm các đề tài khoa học và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.